Phần mềm Studio 5000 ha, mở lên. Mở lên đây, upload chương trình thì mình vô from upload. Mở lên. Rồi ngay đây vừa mở lên đúng không? Nguyên mục ở đây thì mình chọn vô cái con địa chỉ BLC mình muốn upload á. Đây, mình chọn BLC này. Đây nó có chọn xong nó có hiện chữ upload này. Rồi upload luôn. Đợi tí. Nó đang chạy, đợi tí. Rồi, đang chạy, đang upload. Rồi sau khi upload, đây upload đúng không? Mình sẽ chọn select file này, chọn file á. Mình sẽ chọn vô ở đây, mình chọn để desktop đi. Bắt đầu mình để cái tên này luôn. Xong mình chọn như cái mục autocom này ha. Rồi ok, select ha. Chọn như cái file lưu đây, trong này là file, trong cái file autocom á. Create project file, ok. Create xong rồi nó upload luôn á. Mình đang upload này, đó. Giờ đang upload. Lúc này upload rồi nó đang online luôn. Đó, nó online, thấy không? Trời, WC đã online nè. Đó, upload xong rồi nè. Đó, upload xong rồi mình kiện lưu sell lại thôi. Sell lại. Đó, xong nó hỏi upload top value before save project. Dễ luôn. Rồi upload thanh lành nữa cho nó ok luôn. Đó, xây xong rồi nè, nó vậy thôi. Mình offload xong rồi ok rồi nè, mình offline đi. Đó.